Bây giờ là 18 giờ. Xin mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật các tin tức mới ngay sau đây. Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 14 tháng 10, ông Cho Huyên Chung, Chủ tịch Tập đoàn Hyosung Hàn Quốc khẳng định môi trường đầu tư của Việt Nam rất đáng tin cậy. Theo ông Cho Huyên Chung, Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất của châu Á. Đây là lý do Hyosung đang thực hiện cam kết đặt tương lai 100 năm tới tại đây. Ông chủ của Hyosung cũng nhắc lại thông điệp từng nói với Thủ tướng Việt Nam cách đây hơn một năm, đó là Hyosung tự định vị không chỉ là công ty Hàn Quốc mà là công ty Việt Nam. Theo ông Cho Huyên Chung, tập đoàn này dự kiến đầu tư thêm 4 tỷ đô la Mỹ, tạo thêm khoảng 10.000 việc làm mới. Việc này nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Được biết, Hyosung là đối tác FDI lớn thứ 3 của Hàn Quốc tại Việt Nam sau Samsung và LG. Từ năm 2007, tập đoàn này đã đầu tư hơn 4 tỷ đô la Mỹ trong các lĩnh vực chính như công nghiệp nguyên vật liệu, dệt, hóa học, hệ thống điện. Hiện gần như các nhà máy ở Hàn Quốc của họ đã chuyển giao về Việt Nam. Về kế hoạch triển khai, trước mắt, Hyosung sẽ mở rộng đầu tư các dự án trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, sản xuất sản phẩm vật liệu công nghệ cao, nhà máy nhiên liệu bay sinh học bền vững, sợi carbon. Hiện tập đoàn này mời Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE làm đối tác đồng hành cùng đầu tư tại Việt Nam. Từ năm 2025, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm mô hình phát thải thấp tại một số khu vực đông đúc là điểm nóng về ô nhiễm không khí. Tại khu vực này, phương tiện giao thông gây ô nhiễm bị hạn chế. Đây là thông tin được ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, chia sẻ trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo ông Nam, Hà Nội hiện có 17 khu công nghiệp, khoảng 1.300 làng nghề, 8 triệu xe gắn máy và ô tô, mỗi ngày tiêu thụ khoảng 80 triệu kWh điện và hàng triệu lít xăng dầu. Đây là một trong nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Để cải thiện môi trường nói chung và không khí nói riêng, thành phố Hà Nội đang triển khai 5 giải pháp chính, gồm cải tạo và xử lý ô nhiễm các hồ, sông ngòi, mở rộng hệ thống quan trắc tự động chất lượng không khí và nước, chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển đô thị thông minh, phát triển giao thông thông minh hiện đại, cải tạo xây dựng không gian xanh tại nội đô. Trong các giải pháp này, từ năm 2025, thành phố sẽ thí điểm mô hình phát thải thấp tại một số khu vực đông đúc là điểm nóng về ô nhiễm không khí. Tại khu vực này, phương tiện giao thông gây ô nhiễm bị hạn chế. Ngoài ra, Hà Nội chủ trương phát triển các tuyến đường dành riêng cho xe buýt điện và các loại xe phát thải thấp, phát triển giao thông công cộng nhằm điều tiết lưu lượng giao thông và giảm khí thải. Do phôi giấy phép lái xe bị thiếu hụt, Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk đã tạm dừng sát hạch, cấp đổi, cấp mới giấy phép lái xe cho người dân trên địa bàn tỉnh. Theo ông Lê Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cho biết bắt đầu từ 15 tháng 10, đơn vị tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cấp đổi, cấp lại và cấp mới giấy phép lái xe. Sở Giao thông Vận tải cũng tạm dừng tiếp nhận hồ sơ liên quan đến thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe mô tô A1 từ vật liệu giấy sang vật liệu PET. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải cũng tạm dừng các kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe còn lại trong tháng 10. Các kỳ sát hạch này sẽ được bố trí vào các tháng tiếp theo trong năm 2024. Ông Lê Đình Minh cho biết qua rà soát trong tháng 9, đơn vị nhận thấy nhu cầu cấp đổi, cấp mới giấy phép lái xe của người dân trên địa bàn tăng cao. Do đó, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp thêm phôi giấy phép lái xe, nhưng đến nay chưa có. Hiện đơn vị chỉ còn khoảng 6.000 phôi giấy phép lái xe, số lượng phôi này không đủ để cấp đổi, cấp lại, cấp mới theo nhu cầu của người dân. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải phải để dành cấp đổi cho những trường hợp bằng lái xe ô tô hết hạn. Từ ngày 26 tháng 1, Bamboo Airways sẽ khai thác trở lại với chặng bay thành phố Hồ Chí Minh Bangkok sau một năm dừng bay thường lệ quốc tế. Theo Bamboo Airways, hãng sẽ triển khai đường bay thường lệ từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay quốc tế Dong Mua Anh Bangkok, Thái Lan với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Đây là động thái đầu tiên của hãng này sau một năm dừng bay thường lệ quốc tế để tập trung tái cơ cấu. Trước đó, hãng khai thác các đường bay thành phố Hồ Chí Minh Bangkok từ tháng 4 năm 2022 và Hà Nội Bangkok từ tháng 3 năm 2023.
Tuy nhiên, thời điểm đó, các chuyến bay của Bamboo Airways đến sân bay lớn hơn tại Bangkok là Suvarnabhumi. Bamboo Airways từng sở hữu mạng bay rộng khắp tới nhiều quốc gia ở Trung Nam Á, Đông Bắc Á, Châu Âu và Australia. Tuy nhiên, hãng này buộc phải dừng bay nhiều chặng, thu hẹp quy mô đội bay từ quý 3 năm 2023 do nợ nần, thu lỗ sau giai đoạn phát triển nhanh chóng cũng như tác động tiêu cực từ đại dịch, giá nhiên liệu tăng cao. Giai đoạn thị trường hàng không khó khăn vừa qua, hoạt động khai thác quốc tế của các hãng trong nước gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Vietnam Airlines và Vietjet. Vietravel Airlines vẫn khai thác các chặng thường lệ đến Bangkok từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, còn Pacific Airlines chưa thể bay quốc tế trở lại. Thời gian tới, Bamboo Airways dự kiến bổ sung thêm 2 tàu bay để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Nhờ đó, hãng có nguồn lực tăng tần suất các đường bay hiện hữu và khai thác trở lại một số đường bay nội địa khác từ Thanh Hóa, Phú Quốc. Theo tờ Washington Post, Thủ tướng Netanyahu đã thông báo với Mỹ rằng Israel sẽ chỉ tấn công mục tiêu quân sự Iran thay vì nhắm vào cơ sở dầu khí hay hạt nhân. Trước đó, ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm đầu tiên sau hơn 7 tuần. Trong đó, ông Netanyahu nói Tel Aviv đang có kế hoạch tập kích các cơ sở hạ tầng quân sự Iran để đáp trả đòn tấn công tên lửa của Tehran. Các quan chức Mỹ cho hay Israel sẽ không nhắm vào các cơ sở dầu khí hay hạt nhân của Iran trong cuộc tấn công trả đũa, phù hợp với khuyến cáo từ Mỹ. Washington trước đó phản đối phương án Israel tấn công cơ sở hạt nhân Iran, cũng như không ủng hộ việc nhắm vào các nhà máy khai thác tinh chế dầu mỏ, khí đốt của nước này, do lo ngại giá năng lượng toàn cầu sẽ leo thang. Theo quan chức Mỹ, Thủ tướng Netanyahu hiểu rằng quy mô cuộc tấn công trả đũa của Israel có khả năng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, nên Tel Aviv sẽ điều chỉnh phản ứng một cách phù hợp. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết nước này lắng nghe ý kiến của Mỹ, nhưng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng phù hợp với lợi ích quốc gia. Theo nhận định của giới phân tích, nếu Israel tấn công cơ sở dầu khí Iran, Tehran có thể đáp trả bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz, huyết mạch năng lượng của thế giới. Nếu kịch bản này xảy ra, giá dầu thế giới có thể vượt mức $200 một thùng, đẩy kinh tế toàn cầu tới bờ vực khủng hoảng. Nếu nhắm vào các cơ sở hạt nhân Iran, Israel có thể vượt qua mọi lằn ranh trong cuộc xung đột, khiến căng thẳng leo thang và kéo Mỹ liên quan trực tiếp hơn tới chiến sự Trung Đông. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chỉ trích Liên Hợp Quốc bất lực vì không ngăn được Israel tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình ở miền nam Lebanon. Phát biểu trên truyền hình hôm 14 tháng 10, ông Erdogan nói Liên Hợp Quốc không thể bảo vệ quân nhân của mình là hình ảnh thật xấu hổ và đáng lo ngại. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi tự hỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc còn chờ gì nữa mà chưa ngăn chặn Israel. Ông Erdogan đề cập loạt vụ tấn công của Israel nhằm vào các căn cứ của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon những ngày gần đây, khiến ít nhất 5 lính gìn giữ hòa bình quốc tế bị thương. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Liên Hiệp Quốc cũng phải chịu trách nhiệm vì không có biện pháp trừng phạt Israel trong cuộc xung đột với Hezbollah và nhóm Hamas ở dải Gaza. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh Israel cả gan và tấn công đe dọa lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon là bằng chứng đầy đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Israel sẽ không ngừng tấn công nếu Mỹ và phương Tây tiếp tục ủng hộ họ vô điều kiện. Liên Hợp Quốc trước đó lên án các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon, trong khi Tổng thư ký Antonio Guterres cho biết những hành động của Tel Aviv có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 13 tháng 10 kêu gọi Tổng thư ký Guterres rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi nơi nguy hiểm, cho rằng Hezbollah đang sử dụng họ làm lá chắn sống. Tây Ban Nha, nước phụ trách phái bộ gìn giữ hòa bình ở Lebanon, bác bỏ kêu gọi của Israel. Được biết, lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon được thành lập vào năm 1978 để giám sát hoạt động rút quân của Israel sau khi nước này tấn công Lebanon để đáp trả vụ tập kích của các tay súng Palestine. Phái bộ lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon gồm có hơn 9.500 quân đến từ khoảng 50 quốc gia, được đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Tây Ban Nha Lázaro Sáenz.